cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, đã trở thành phương châm hành động và quyết tâm của cả hệ thống chính trị Việt Nam để mọi địa phương, mọi người dân Việt Nam đều được hưởng thành quả của phát triển kinh tế. Thế nhưng thời gian qua, một số kẻ xấu vẫn cố tình bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam bằng cách xuyên tạc, phủ nhận các thành tựu phát triển, trong đó có lĩnh vực xóa đói giảm nghèo của Việt Nam. Số người này họ cho rằng Đảng và Nhà nước Việt Nam không quan tâm đến xóa đói giảm nghèo. Chính vì thế nên nhiều nơi ở vùng sâu vùng xa rất nghèo nàn lạc hậu, trong đó có cả những vùng đất cách mạng. Thực sự ý đồ của họ như thế nào, chúng tôi sẽ nêu rõ ở phần sau. Nhưng chắc chắn, một trong nhiều người không đồng tình với quan điểm trên đây là ông Ousmane Diwan, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam. Với vị thế của mình, cũng như sự nghiên cứu đánh giá nghiêm túc, ông Ousmane Diwan cho rằng Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn trong việc giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người. Tỷ lệ nghèo trong các dân tộc thiểu số tiếp tục giảm mạnh là kết quả rất đáng khích lệ. Kết quả của những nỗ lực chính sách tập trung vào việc tăng cường thu nhập cho các dân tộc thiểu số. Để khách quan hơn, chúng tôi xin nêu thêm một ý kiến rất đáng chú ý. Đó là đánh giá của Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Borger Brander khi ông nhấn mạnh về kết quả xóa nghèo ở Việt Nam như sau. Từ năm 2010 đến nay, WEF đã chứng kiến sự tăng trưởng vị thế tuyệt vời của Việt Nam với GDP tăng gần gấp đôi trong 8 năm, xuất khẩu tăng gần gấp 3 lần. Quan trọng hơn là tỷ lệ đói nghèo tại Việt Nam đã giảm nhanh. Năm 1990, tỷ lệ đói nghèo là 50%, thì nay chỉ còn khoảng 3%. Những con số này là minh chứng rõ ràng cho sự thành công của Việt Nam trong tiến trình phát triển vững chắc. Chúng ta đã thấy xóa đói giảm nghèo bằng các giải pháp cũ trước đây đã không còn hiệu quả, nhất là khi công nghệ ngày càng phát triển. Nhiều mô hình mới lấy người khuyết tật hay đồng bào dân tộc làm chủ thể đã đem lại hiệu quả rất đáng khích lệ. Chúng ta đổi mới sáng tạo bằng cách áp dụng công nghệ, tạo việc làm cho các đối tượng yếu thế, người nghèo, qua đó giúp họ cải thiện chất lượng sống. Chính phủ các nước cũng cần giữ vai trò chủ lực, nêu gương và nhân rộng các mô hình để góp phần nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo. Đó là đánh giá của các quan chức quốc tế về thành tựu xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Còn thực tế cũng đã chứng minh rằng, thực hiện đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, thoát khỏi vị thế của nước kém phát triển, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình với mức tăng trưởng kinh tế khá cao trong nhiều năm. Quy mô và tiềm lực kinh tế từ chỗ đạt 6,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 1989 đã không ngừng tăng lên, đạt hơn 240 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018. Từ một nước phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lương thực và đứng trong top đầu thế giới xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản, dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử. Không thể không nhắc lại thành tựu nổi bật từ cách đây 13 năm. Đó là vào năm 2006, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về xóa nghèo, về đích trước 10 năm so với thời hạn. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước còn khoảng 5,35%. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn dưới 35%. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã biên giới, vùng dân tộc và miền núi giảm còn khoảng 3-4% so với năm 2017. Đơn vị cho người lên kiểm tra, phải cho người lên giúp đỡ tôi làm cỏ bỏ phân, rồi thậm chí là tư vấn tạo điều kiện cho lại chúng tôi làm vươn lên. Từ đó tôi đã xóa đói giảm nghèo được phần nào, cuộc sống chúng tôi đã tạm ổn. Trong năm 2019, sẽ tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước, bình quân từ 1-1,5% một năm. Riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4% một năm. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3-4% theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Bảo đảm thu nhập đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 sẽ tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015. Riêng thu nhập của hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần. Một trong những chính sách được thay đổi căn bản
đó là chính sách về xóa đói giảm nghèo. Chính phủ Việt Nam đề ra chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 với số vốn dành cho chương trình này là 41.449 tỷ đồng. Ngoài ra, nhà nước còn bố trí 44.214 tỷ đồng để thực hiện chính sách giảm nghèo thường xuyên, hỗ trợ người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng. Các địa phương trong cả nước còn huy động được khoảng hơn 7.303 tỷ đồng. Trong đó, chi hoạt động an sinh xã hội giảm nghèo hơn 5.560 tỷ đồng trong các năm 2016 và 2017. Các chương trình như xây dựng nông thôn mới cho các hộ nghèo vay vốn không chỉ giúp phát triển hạ tầng ở các vùng quê mà còn giúp người dân từng bước có sinh kế bền vững. Mạng viễn thông 4G, 3G được đưa tới tận vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo với giá rẻ, khiến mọi người dân đều có thể tiếp cận sử dụng. Sau khi có được chứng chỉ học nghề, tôi đi nộp hồ sơ vào các công ty cao su trong huyện và trúng tuyển luôn. Đây là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Sau hơn một năm làm việc tại công ty, cuộc sống của tôi đã ổn định. Trước khi tham gia lớp học này, tôi cũng băn khoăn lắm vì không biết học có được gì không, lại mất thời gian đi nương đi dãy của mình. Nhưng giờ thì tôi yên tâm rồi, tôi có nghề trong tay, tôi có thể đi xin làm công nhân, tôi sẽ có thu nhập ổn định hơn. Phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và truyền thống, đạo lý thương người như thể thương thân của dân tộc Việt Nam trong việc quan tâm, chăm lo đối với người nghèo, người gặp khó khăn trong cuộc sống. Từ năm 2000 đến nay, tháng 10 hàng năm được lấy là tháng cao điểm vì người nghèo và cũng gần 20 năm qua, các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ hơn 50.000 tỷ đồng cho người nghèo. Trong đó, ủng hộ qua Quỹ vì người nghèo Trung ương và Quỹ 3 cấp ở địa phương gần 14.000 tỷ đồng, ủng hộ trực tiếp chương trình an sinh xã hội ở các địa phương hơn 36.000 tỷ đồng. Từ nguồn lực trên, cùng ngân sách nhà nước đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được gần 1,5 triệu căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, hỗ trợ hàng chục triệu lượt hộ nghèo về vốn, tư liệu sản xuất để có thêm điều kiện thoát nghèo, xây dựng gia đình ấm no. Hàng nghìn công trình dân sinh, hàng triệu người thuộc diện chính sách đã được giúp đỡ nhân dịp Tết Nguyên đán. Trẻ em được hỗ trợ đi học, chữa bệnh khi ốm đau, nằm viện dài ngày. Ý nghĩa hơn là Quỹ vì người nghèo đã góp phần khơi dậy, phát huy lòng nhân ái, vun đắp tình làng nghĩa xóm, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần củng cố khối đoàn kết từ mỗi cộng đồng dân cư. Cũng được tạo điều kiện, cũng bên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế luôn đoàn xã phụ nữ cũng giúp đỡ rồi làm được cái nhà này. Bây giờ là gia đình tôi cũng cảm thấy là ấm áp và hạnh phúc, phấn khởi và cũng cảm thấy là mạnh dạn, là kinh tế nó phát triển nó đỡ hơn mấy năm trước. Cuộc vận động vì người nghèo cái được lớn hơn cả hàng chục nghìn tỷ đồng thu được, hơn cả mấy chục vạn cái nhà làm được, là lòng dân, là nhận thức của cán bộ đảng viên từ người cao nhất xuống đến những người đảng viên gánh vác trách nhiệm ở địa phương. Tôi cho cái đó là cái được nhất. Nghèo rất khoát là phải kiên quyết xóa bỏ. Cái được lớn nhất là cái đó. Mà chính từ cái cuộc vận động vì người nghèo này mà nó góp phần vào để mà có những cái quyết định đường lối chính sách lo cho người nghèo. Thành tựu về công tác xóa đói giảm nghèo của Việt Nam những năm qua là không thể phủ nhận. Song vì những mục tiêu đen tối mà một số người tự xưng là nhà dân chủ, nhân quyền cứ nhắm mắt phán bừa rằng khoảng cách giàu nghèo ở Việt Nam đã quá xa, việc xóa nghèo của Việt Nam đã thất bại. Thực chất của những luận điệu sai trái đó chỉ nhằm mục đích hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chia rẽ đảng với nhân dân, tiến tới gây mất ổn định chính trị xã hội. Một số thủ đoạn mà các thế lực chống phá thường tiến hành đó là lợi dụng việc báo chí chính thống nêu một số hiện tượng ăn chặn tiêu chuẩn của gia đình chính sách để xuyên tạc, phát tán với hàng loạt tin bài bóp méo sự thật về thành tựu xóa đói giảm nghèo của nhà nước ta. Cụ thể là chúng cắt ghép trộn lẫn tin thật giả,
kích thích tính hiếu kỳ tò mò của cộng đồng mạng, gây tâm lý hoang mang, bán tín bán nghi. Một thủ đoạn nữa đó là làm mới thông tin cũ, bịa đặt thông tin mới để chống phá. Thông tin cũ được lựa chọn để làm mới và thông tin mới được lựa chọn để bịa đặt thường là những đoạn video clip hoặc hình ảnh có liên quan đến tệ nạn tham nhũng tiêu cực trong một bộ phận cán bộ đảng viên để đưa ra kết luận rằng nghèo đói là do bộ máy chính quyền quan liêu nhũng nhiễu gây nên. Nhận thức vấn đề là phải tuyệt đối tin ở cái chế độ này, cái đường lối lãnh đạo này, cái đảng này là đang thực hiện cái ước mong của Bác: dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, đây là cái nước Việt Nam hòa bình thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Chứ không có gì khác cả, không ai xuyên tạc được đâu. Theo báo cáo Bước tiến mới, giảm nghèo và thịnh vượng chung tại Việt Nam được Ngân hàng Thế giới công bố mới đây ghi nhận, hiện nay 70% người dân Việt Nam đã được đảm bảo về mặt kinh tế, trong đó có 13% thuộc tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới. Các tầng lớp thu nhập này đang phát triển nhanh chóng, tăng hơn 20% trong giai đoạn 2010-2017. Tính từ năm 2014, trung bình mỗi năm có 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập vào tầng lớp trung lưu toàn cầu, cho thấy các hộ gia đình đang tiếp tục leo lên bậc thang kinh tế cao hơn sau khi thoát nghèo. Đến đây thì không phải bàn thêm nữa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân mà nhà nước Việt Nam đã và đang thực hiện là một trong những giá trị hàng đầu về dân chủ, nhân quyền được thế giới công nhận. Vì vậy, những người tự xưng là dân chủ tiến bộ mà lại đi xuyên tạc thì sự thật rành rành thì chẳng qua cũng chỉ vì một dã tâm đen tối. Và việc xuyên tạc sự thật, đổi trắng thay đen thì dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều không thể chấp nhận, mà chỉ có những kẻ nhẫn tâm lọc lừa mới có thể hành động như vậy.